Xin chào các bạn người làm việc đời ạ. Thì các bạn thấy không? Ở trên cái tầng này thì các bạn thấy là toàn cây kim tiền đúng không? Thì các bạn biết rồi đấy, thấy kim tiền là mình sẽ giới thiệu với cây kim tiền. Đó. Cây kim tiền này ấy, thì là một trong những cây cảnh phong thủy rồi. Đó. Và được rất là nhiều người yêu thích bởi vì cái ý nghĩa của nó, cái ý nghĩa may mắn của cây kim tiền thì đã có rất là nhiều người yêu thích cơ gì nhỉ, và sở hữu cái cây này trong nhà của mình, trong văn phòng, trong bàn làm việc của mình rồi, tốt đẹp mà nó còn mang lại nhiều ý nghĩa đó. Thì hãy cùng cây đời tìm hiểu xem là ý nghĩa và phong thủy của cây kim tiền, cách chăm sóc và giá thành của nó như thế nào. Đó. Cây kim tiền này ấy, thì còn được gọi là cây kim phát tài. Cây phát tài, cây kim tiền phát lộc, và có nguồn gốc từ châu Phi. Là có nguồn gốc từ châu Phi nhá các bạn. Là một loại cây cảnh mà dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh nhất. Về gì là thường phổ biến và trang trí ở không gian trong nhà, trong văn phòng. Người ta ấy tin rằng trồng cây kim tiền trong nhà sẽ đem lại sự may mắn này, giàu có và thuận hòa cho gia chủ đấy, giúp cho thăng tiến trong cuộc sống đấy. Thì nhắc đến cây kim tiền thì cũng có thể hiểu là nó đã thể hiện cái ý nghĩa của bản thân mình rồi. Cây kim tiền sẽ mang lại cho gia chủ về tài lộc này, may mắn này, tiền tài phú quý, giàu sang và sung túc thịnh vượng đó. Thì từ kim như thế này, kim nhá, từ cái kim mà trong cái chữ kim tiền ấy thì có nghĩa là phát tài, tiền đấy, có nghĩa là giàu sang phú quý đó. Đặc biệt thì khi cây kim tiền này ra hoa đại diện cho vận may của gia chủ ngày càng phát triển này, tiền tài lợi lộc này, may mắn cũng càng nhiều lên đó. Thì người ta thường treo thêm cho cây kim tiền này những cái chiếc nơ đỏ hoặc là những cái dây đồng tiền vào để tượng trưng cho hỏa và kim. Thì việc trang trí và nhằm tăng cho cái vượng khí cho cây và có thể giúp cho chậu cây hội tụ đủ các yếu tố ngũ hành. Trong phong thủy thì cây kim tiền này là mộc, và vượng khí của cây sẽ giúp cho cái chậu cây đủ hội tụ các yếu tố ngũ hành nhá. Kim tiền là mộc thì nơi nơi cây sống ấy và phát triển là thổ, thì nước tưới cho cây sẽ phát triển thuộc thủy đó. Về cách trồng cây này thì cây kim tiền khi phát triển có thân hình rất là to, và cái loại này của mình thì làm cây nhỡ thôi, cây bé non thôi, còn có nhiều cây mà nó trung và lớn, ý là nó có thể cao khoảng mấy mét đó các bạn. Thì cây kim tiền của mình là một cây nhỏ đó, nhỏ thôi, để có thể trang trí ở các văn phòng làm và làm việc đó các bạn đấy. Cây này thì có bộ rễ khá là khỏe và nên phải trồng cái chậu mà có kích thước lớn đó, để đủ với cái phát triển của cây này. Đấy. Và chúng ta phải chuyển chậu khi mà cây có thể phát triển lớn hơn như thế này đó. Về cách mà chọn đất để trồng cây kim tiền ấy thì nên chọn là đất có mùn xốp này, thoát nước tốt nha, và có thể trộn đất với mùn trấu, than tổ ong hoặc là nghiền nhỏ để tạo nên cái độ thông thoáng cho đất. Đấy, có thể trồng đất vi sinh nano bán tại các cửa hàng, mà ở showroom 39 cây đời mình có bán đất nano nha các bạn, đất mà đất vi sinh
rất là tốt cho không khí môi trường nữa ấy. Không ảnh hưởng gì đến môi trường của chúng ta đó. Về về cách chăm sóc của cây kim tiền này thì cây kim tiền này có thể sống được trong mọi điều kiện khác nhau mà vẫn phát triển mạnh mẽ và tươi tốt, tràn đầy sức sống. Thì tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý để mà giúp cho cây phát triển tốt hơn đúng không? Đấy thì thứ nhất là về tưới nước cho cây kim tiền thì chúng ta chỉ tưới 1-2 lần mỗi tuần thôi thì đất có thể đủ ẩm là được đấy, không cần phải tưới nhiều nước quá nhé các bạn. Thì tưới nhiều nước quá thì cây sẽ bị úng ngập nước ấy. Đấy. Thì mỗi tháng bạn có thể tưới đẫm 1 lần và sau đó mang chậu cây ra ngoài nắng phơi, vừa giúp cây quang hợp tốt mà ngập chống ngập úng nữa. Đấy. Về ánh sáng cho cây kim tiền thì cây kim tiền này là một loại cây mà ưa nắng nhưng vẫn có thể sống trong không khí mà thiếu nắng. Bạn có thể vừa đặt cây kim tiền này ở những vị trí khác nhau nhưng và không thể đặt ở những nơi mà có những cái ánh nắng mà gay gắt quá mà trực tiếp chiếu vào cây ấy. Nếu bạn đặt cây này ở cửa sổ ban công hay gì nhỉ? Cửa sổ và ban công ấy thì tránh cái cửa kính đặt lệch hoặc là một số mà che chắn cẩn thận để cho nó đỡ bị cháy lá đấy mọi người. Đấy. Về bón phân hay là vệ sinh cho lá cho cây kim tiền này á, thì mỗi lần dùng khăn lau sạch đi bụi bẩn trên lá đó thì vừa giúp cho cái cây nó vừa xanh đẹp và vừa hỗ trợ quá trình quang hợp cho cây. Là nếu các bạn thấy lá nó vàng ấy thì các bạn tỉa đi để tránh lây lan cho các cái lá khác, và khoảng 2-3 tháng thì bón phân cho cây kim tiền 1 lần đó. Và rải trên cái quanh gốc ấy và cách khoảng 10 đến 15 cm. Và các bạn có biết là cái kim tiền này thì giá cả như thế nào đúng không? Thì với nhu cầu mua cây kim tiền được nhiều người yêu thích như thế này thì không những sẽ mang lại cái sự may mắn mà còn giúp cho không gian trong nhà được trang trí đẹp hơn và cái thanh lọc không khí trong nhà, hiểu được các nhu cầu của khách hàng nên hiện nay các nơi trên bán cây cảnh đều có bán cây kim tiền này đủ điều kiện để đủ ý là đầy đủ mọi kích thước điều kiện cả mà các bạn đưa ra khác nhau ấy, mà có thể lựa chọn cho mình một cây phù hợp để có thể để văn phòng hay là cho cây lớn để trong nhà phòng khách đó. Đều được, đều có hết nhá. Bây giờ showroom 39 cây đời của mình có đầy đủ tất cả các size cho các bạn lựa chọn. Thì bạn có thể mua tại các trang mà mình để địa chỉ ở dưới này, là có cả số điện thoại này, có Facebook này, có Zalo. Các bạn có thể liên hệ với mình để có thể mua tại showroom cây đời của mình. Hoặc là các bạn mà bận, các bạn không đến được thì bên mình có ship toàn quốc nha các bạn. Đó. Thì giá của cây này có thể dao động khoảng 100 đến 200 nghìn đồng, từ 70 đến 200 nghìn đồng tùy vào kích thước lớn nhỏ nhá. Đấy, có rất là nhiều kích thước để mình lựa chọn nhá các bạn ơi. Như kiểu kích thước này của mình là tầm từ chậu đến cây chắc phải khoảng trên 50 cm đó các bạn. Đó, từ chậu đến cây nhá thì giá khoảng từ 180-190 đổ lại nhá. Thì đấy là một số cái thông tin mà mình chia sẻ về cây kim tiền cũng như là cách trồng chăm sóc cho hiệu quả. Thì cây đời hy vọng là bạn sẽ có đủ kinh nghiệm hay là mua về cây kim tiền là tô điểm cho cái vẻ đẹp của ngôi nhà của mình cũng như là mang nhiều tiền tài, lại tiền tài này, may mắn này, tài lộc về cho gia đình đấy. Thì chúc các bạn có thể thành công trong cuộc sống và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.